Dịp lễ Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm nay trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên là người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9. Lịch nghỉ kéo dài nên là nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi của người dân cũng tăng, đẩy giá vé máy bay từ thành phố lớn đến các điểm du lịch lên cao gấp 2 đến 3 lần ngày bình thường. Lịch nghỉ trên sẽ bảo đảm hài hòa số ngày nghỉ và không trùng với ngày khai giảng năm học mới ngày 5 tháng 9. Các cơ quan đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cần bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức nhân dân. Theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông sẽ không được kiểm tra giấy tờ tùy thân của người ngồi sau xe máy. Dự thảo chỉ quy định quyền của cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát như là dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ thuộc trường hợp quy định tại Điều 55 dự thảo để kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa, hành lý, giấy tờ của phương tiện và người điều khiển phương tiện nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 quy định mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng. Nghị định số 55/2023 quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được tăng từ 1,624 triệu đồng lên mức 2,055 triệu đồng. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn quy định ở trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Từ năm 2020, sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều mặt trên các lĩnh vực kinh tế và xã hội của đất nước, thu ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn, mức lương cơ sở, trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công chưa được điều chỉnh tăng. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 9 tới. Thưa quý vị, sau những chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển thị trường vốn, trong đó có thị trường trái phiếu, từ ngày 19 tháng 7, sàn giao dịch tập trung cho trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được vận hành bởi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX đã chính thức đi vào hoạt động. Những giao dịch giá trị lớn đầu tiên cũng đã được chào tay. Vâng, việc đưa hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đi vào vận hành sẽ góp phần tăng tính minh bạch, hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư trong giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, góp phần thúc đẩy tính thanh khoản cho thị trường trái phiếu. Trong ngày giao dịch trái phiếu riêng lẻ đầu tiên, đã có 39 giao dịch cho hơn 5 triệu trái phiếu doanh nghiệp đã được thỏa thuận thành công, đạt hơn 1.780 tỷ đồng. Các mã đắt hàng nhất thuộc về trái phiếu của Vietcombank được giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng và VinFast là hơn 500 tỷ. Mục đích là làm cho tăng cường cái độ công khai, minh bạch cho hoạt động của cái thị trường này để làm sao là các nhà, những người mua và người bán đều biết cái thông tin về cái doanh nghiệp đó. Và thực ra, và ngoài ra cái việc mà thanh toán bù trừ giữa các người mua người bán cũng được đảm, nó mang tính là nó đảm bảo hơn. Và ngoài ra thì nhưng mà riêng cái hệ thống này thì chúng tôi xin có một số ý kiến. Thứ nhất là cái việc này là giao dịch trên giao dịch là thứ cấp giữa các nhà đầu tư với nhau, còn vấn đề là trách nhiệm hoàn trả cái gốc và lãi của cái trái phiếu là của tổ chức phát hành. Thanh toán tức thời theo từng giao dịch là một khác biệt lớn, thay vì là thanh toán bù trừ theo lô vào cuối phiên hay là vào thậm chí vào ngày T0, T1, T2 như trước đây. Thì bây giờ cái thanh toán trái phiếu phát hành riêng lẻ là tức thời theo từng giao dịch trong ngày T0. Đấy là khác biệt lớn nhất. Còn về việc quản lý thông tin tiền giao dịch thì cái khác biệt lớn là việc hệ thống của Vietcombank cùng với lại các thành viên lưu ký, thì thành viên lưu ký sẽ thông tin đến cho Vietcombank cái thông tin số dư mà nhà đầu tư dành để giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ, và cái thông tin đó được quản lý chi tiết đến từng nhà đầu tư cho từng giao dịch. Trong 3 tháng tới, khoảng 1.200 mã trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã phát hành thời gian qua với nhiều cái tên nóng cũng sẽ bắt buộc phải lên sàn, chưa kể những mã phát hành mới. Phía doanh nghiệp kỳ vọng hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới sẽ minh bạch, thông tin là cơ hội để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư trái phiếu, tăng khả năng huy động vốn cho các doanh nghiệp. Từ nay, nhà đầu tư muốn theo dõi thông tin và bảng giá về thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có thể truy cập qua trang web https://cpons.hnx.vn. Việc giao dịch cũng có thể thực hiện liên thông qua các phần mềm của công ty chứng khoán. Thưa quý vị, việc loại bỏ đi những gam màu buồn trên thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua là cần thiết và cấp bách, giúp môi trường đầu tư ngày càng trong sạch, phát triển bền vững, đặc biệt là làm ổn định tâm lý nhà đầu tư, giới doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, việc thiếu vắng doanh nghiệp mới, hàng hóa chất lượng trên
sàn chứng khoán không chỉ khiến cho thị trường thiếu hụt động lực tăng trưởng mà còn làm giảm sút sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài, gây ảnh hưởng tới thanh khoản và triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán. Có hơn 65.000 doanh nghiệp thành viên đang hoạt động, trải dài trên toàn bộ các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam hiện chỉ có vỏn vẹn 1%, tương đương hơn 650 doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn hoặc đang trong giai đoạn tiến hành đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán để chuẩn bị niêm yết. Tại sao trong một năm vừa qua cái số lượng công ty niêm yết gần như bằng không? Bởi vì nó là tình trạng chung thôi. Doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp bé thì cũng sẽ như nhau. Câu chuyện đầu tiên sẽ phải giải quyết trong cái giai đoạn khủng hoảng này đấy là câu chuyện về kinh doanh. Làm sao để đầu ra phải được đảm bảo và cái kinh doanh nó phải tạo ra được dòng tiền để nuôi sống được doanh nghiệp cái đã. Đấy, thì còn sau đấy thì là mới nghĩ đến những cái câu chuyện mà tiến tới cái việc là niêm yết trên thị trường chứng khoán. Việc thị trường chứng khoán thiếu vắng các tân binh, nhất là các doanh nghiệp chất lượng, là một trong những nguyên nhân khiến thị trường thiếu vắng động lực lớn để có thể tạo ra nhiều con sóng. Mặt khác, việc hàng hóa khan hiếm còn khiến nhà đầu tư không có lựa chọn mới, trong khi đó nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, chất lượng tốt được nhiều nhà đầu tư nhắm vẫn chưa thấy bóng dáng trên sàn, hay như những doanh nghiệp nhà nước đang nằm trong danh sách cổ phần hóa như Agribank, Vinacomin, VNPT. Nếu như các doanh nghiệp nào xác định được mình hoạt động minh bạch để mà được hàng hóa đưa cổ phiếu lên sàn cho nhà đầu tư giao dịch để huy động vốn thì cái đó là một cái lẽ rất là đúng. Còn những cái doanh nghiệp nào xác định mà mình không thể đáp ứng được điều đó mà vẫn có thể là làm ăn chưa chỉnh chu, chưa chuẩn thì buộc phải ra khỏi sàn hoặc tự mình ra khỏi sàn mà thôi. Với nền tảng kinh tế vĩ mô đang chuyển biến tích cực cùng với chủ trương của chính phủ về xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, minh bạch, bền vững, thị trường chứng khoán Việt Nam được các nhà đầu tư nhận định có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Để tăng quy mô hàng hóa cho thị trường, tăng sức hấp dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu nâng hạng, việc khuyến khích thu hút doanh nghiệp lên sàn chứng khoán tập trung trong thời gian tới là rất cần thiết. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho biết, thành phố hiện nay thiếu 688 giáo viên, trong đó thiếu 160 giáo viên mầm non, 313 giáo viên tiểu học, 110 giáo viên trung học cơ sở và 105 giáo viên trung học phổ thông. Nguyên nhân do trên địa bàn 9 quận huyện của thành phố mới chỉ có 5 quận huyện tuyển dụng giáo viên, còn 4 quận huyện quận Cái Răng, Thốt Nốt, Ninh Kiều và huyện Vĩnh Thạnh chưa tuyển dụng. Đối với số quận huyện đã tuyển dụng, số lượng người đăng ký dự tuyển ít hơn số chỉ tiêu đưa ra. Bên cạnh đó, số lượng giáo viên nghỉ việc trong năm 2023 nhiều. Một số bộ môn như âm nhạc, mỹ thuật không tuyển dụng được giáo viên, trong khi chế độ đãi ngộ, tiền lương thấp nên không thu hút được giáo viên. Để tháo gỡ khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tuyển dụng giáo viên. Trong thời gian các đơn vị chưa tuyển dụng được, sẽ tiếp tục hợp đồng với nguồn giáo viên chờ dự tuyển. Đối với các bộ môn thiếu giáo viên, sẽ chủ động liên hệ với các cơ sở đào tạo, phối hợp đào tạo giáo viên theo nhu cầu sử dụng. Sáng nay tại thành phố Vinh, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội hiến máu Giọt Hồng Xứ Nghệ lần thứ 11 năm 2023 với chủ đề Kết nối dòng máu Việt. Đây là hoạt động thường xuyên được Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức hàng năm với mục tiêu nâng cao nhận thức toàn dân về hiến máu tình nguyện và tuyên truyền phòng chống căn bệnh tan máu bẩm sinh, đồng thời khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu và điều trị tại các hệ thống cơ sở y tế trên toàn quốc. Dự kiến ban tổ chức sẽ tiếp nhận khoảng 1.200 đơn vị máu chuyển về cho Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh. Thưa quý vị, trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang tăng nhanh tại nhiều địa phương ở trên cả nước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh thì bệnh đã tiến sát đỉnh dịch, số ca tuần gần nhất tăng gấp 2,5 lần so với trung bình tháng trước. Trong đó thì có những ca biến chứng nặng, đồng nhiễm, bội nhiễm. Vâng, đáng chú ý là Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ số thuốc dự trữ điều trị bệnh tay chân miệng của thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chỉ có thể kéo dài đến hết tháng 7 vì tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và thành phố luôn phải tiếp nhận ca bệnh nặng từ các tỉnh chuyển đến. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong một tuần gần đây nhất, thành phố ghi nhận hơn 1.600 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng gần 2,5 lần so với trung bình 4 tuần trước. Các bệnh viện như Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng thành phố đều có số ca mắc tăng rất cao, có nơi bệnh nhân quá tải. Trong tuần vừa rồi thì số lượng bệnh nhân đến khám vì bệnh tay chân miệng tăng khoảng chừng 40 đến 60% so với tuần trước đó. Và số lượng nhập viện thì cũng tăng hơn.
số ca nặng cũng tăng. Mình đang có một số ca độ 3 và độ 4 đang phải điều trị tích cực. Ngoài ra thì những ca độ 2 có biến chứng thần kinh cần được điều trị và theo dõi sát cũng có xu hướng gia tăng. Phòng cấp cứu, khoa nhiễm, bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây chuyên điều trị cho những ca bệnh nặng cần được theo dõi sát. Cho bé này nhập viện trong tình trạng ly bì, nổi bỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, ngủ hay giật mình. Sau 2 ngày điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của cháu đã có chuyển biến tích cực. Dạ bé 26 tháng, tại vì sốt với lại ngủ ly bì á, nên em đưa vô khám, bác sĩ nó bị tay chân miệng, nổi hết người luôn, rồi nổi trong miệng, nổi đạn trong miệng nữa. Rồi với lại không có ăn uống gì hết á. Bên trong phòng bệnh, nhiều trẻ mắc tay chân miệng độ nặng đang được theo dõi sát. Các bệnh nhi vào viện thường trong tình trạng tỉnh táo, không rối loạn tri giác nhiều, nhưng có biểu hiện giật mình, đặc biệt là giật mình ở đầu giấc ngủ và cuối giấc ngủ. Ngoài ra còn có biểu hiện run chi, đi lại loạng choạng. Bé có biểu hiện là nó hơi giật mình á, rồi đưa lên đây nhập viện rồi giờ không biết là tại vì bé có đi học trường á, trường mầm non á, mình không biết là trong trường nghe nói là hôm ra cũng có bị bệnh. Trước tình hình số ca mắc tăng cao, bệnh viện đã cho bố trí thêm giường bệnh, kê thêm bên ngoài hành lang, lối đi. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng khuyến cáo, hiện các bệnh viện tuyến tỉnh đã có đầy đủ thuốc và trang thiết bị, nhân viên y tế cũng có kinh nghiệm xử trí và điều trị. Chính vì vậy, với những trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhẹ, thì phụ huynh nên đưa con đến thăm khám tại cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tình trạng cố vượt đường xa nhập viện tuyến cuối để tránh quá tải. Thưa quý vị, tháng 7 hàng năm không chỉ là dịp để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, mà còn là dịp để thế hệ đi sau thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, mô hình Chúng con luôn bên mẹ do Thành đoàn Đà Nẵng thực hiện từ năm 2021 là mô hình rất ý nghĩa, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các mẹ Việt Nam anh hùng. Cứ mỗi 2 tháng một lần, các chi đoàn cơ sở tại 8/8 quận huyện ở Đà Nẵng lại tổ chức đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc vườn tược, dọn dẹp nhà cửa, dâng hương bàn thờ liệt sĩ, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cuộc sống sinh hoạt và lắng nghe tâm tư, chia sẻ cùng các mẹ. Qua 2 năm triển khai mô hình Chúng con luôn bên mẹ thì mô hình đã được các cấp bộ đoàn rất là hưởng ứng tích cực, và chỉ qua 2 năm thực hiện thì đã tổ chức được hơn 972 lượt đến thăm nhà các mẹ Việt Nam anh hùng. Và cái việc thăm nom mẹ Việt Nam anh hùng không chỉ dừng lại ở việc trò chuyện, mà các đoàn viên thanh niên còn tổ chức các cái hoạt động thăm khám sức khỏe, rồi là nấu cơm để cùng ăn một mâm cơm với mẹ. Hiện mô hình đang chăm sóc, phụng dưỡng 98 mẹ Việt Nam anh hùng, trở thành hoạt động xã hội mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc, phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát của các mẹ. Em mẹ thấy cũng mừng quá, nhờ mấy con mấy cha tới thì đứa mẹ cũng thấy cũng thông cảm mà, cũng cảm ơn. Hướng tới dịp 27 tháng 7 năm nay, các đơn vị trực thuộc Thành đoàn Đà Nẵng đã tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, trao quà, học bổng cho con thương binh, liệt sĩ, tổ chức thăm khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, qua đó thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ với những hy sinh xương máu của thế hệ đi trước vì độc lập dân tộc. Thưa quý vị, tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, du lịch cộng đồng đang là xu hướng được địa phương phát triển, khai thác mạnh mẽ. Loại hình này mang lại nhiều lợi ích trong phát triển kinh tế bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc bản địa, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn, phát huy những nét văn hóa độc đáo của các dân tộc. Thung lũng Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được thiên nhiên ban tặng với cảnh quan không gian văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc. Sự chuyên nghiệp của từng hộ dân làm du lịch tại các bản làng đã tạo nên một diện mạo mới của mảnh đất du lịch hàng đầu tỉnh Hòa Bình. Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình hiện có khoảng 60% dân số là người dân tộc Thái. Với những nét văn hóa đặc sắc trong sinh hoạt và cuộc sống của người dân, nơi đây trên 80% hộ gia đình người Thái còn giữ được nếp nhà sàn. Nghề dệt truyền thống của người Thái được chú trọng, thành lập các nhóm dệt, hợp tác xã nghề dệt thổ cẩm. Bên cạnh nghề thủ công và nhà sàn, người Thái Mai Châu sở hữu một kho tàng văn hóa, văn nghệ đặc sắc, những điệu xòe mềm mại, múa sạp, đánh keng lon, những lễ hội truyền thống đã phản ánh những giá trị văn hóa đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa bản sắc và thiên nhiên. Cùng với sự quản lý của chính quyền địa phương đã thúc đẩy du lịch cộng đồng nơi đây ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Khi đến đây, tất cả mọi thứ đều rất xinh đẹp, mọi người thân thiện, những ngôi làng thấp thoáng từ xa, cảnh đẹp, không khí trong lành, văn hóa bản sắc dân tộc nơi đây rất phong phú. Lần sau tôi quay trở lại, sẽ giới thiệu cùng mọi người đến mảnh đất xinh đẹp này. Ở đây cái ấn tượng đầu tiên là cái không gian yên tĩnh, nó phù hợp với lại cả môi trường sống của vừa bên khách nước ngoài và vừa người Việt vừa trẻ con. Phòng thì thoáng mát sạch sẽ, khung cảnh thì check in thì nói chung là rất là đẹp. Hiện nay gần 200 các homestay thiết kế theo phong cách nhà sàn truyền thống, du lịch phát triển nhưng người dân trong bản vẫn giữ gìn được những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Huyện Mai Châu hiện có 7 điểm du lịch cộng đồng, là nơi tập trung sinh sống của đồng bào dân tộc Thái, Mông, Kinh. Công tác bảo tồn, gắn di sản văn hóa các dân tộc trong phát triển du lịch cộng đồng đã được huyện Mai Châu khai thác phát triển, từ đó trở thành những sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, thời gian qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp chính quyền, ban ngành và người dân thành phố Hà Nội đã tham gia tích cực. Nhờ đó mà diện mạo vùng nông thôn thủ đô thay đổi từng ngày, cuộc sống của người dân khu vực nông thôn được cải thiện và nâng cao hơn so với trước đây. Thành phố Hà Nội đang nỗ lực quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2025, xứng đáng là lá cờ đầu trong xây dựng nông thôn mới. Khánh Thượng là một trong 7 xã miền núi của huyện Ba Vì, Hà Nội, có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2021, sau rất nhiều nỗ lực, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, xã đang tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Có một cái thế mạnh, đó là cái sự đoàn kết. Đoàn kết của nhân dân các dân tộc địa phương từ truyền thống lâu đời. Sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền đã huy động được sức dân. Thì người dân Khánh Thượng chủ yếu là ngày công cũng như là tài sản của người dân để huy động người dân vào cuộc trong cái việc đặc biệt nhất là xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như là điện, đường, trường học, trạm y tế và đặc biệt là hệ thống đường giao thông như hiện nay. Là một xã nghèo gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai nông thôn mới nâng cao, tuy nhiên xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa lại có cách làm sáng tạo. Bất cứ một nội dung nào liên quan đến xây dựng nông thôn mới được triển khai tại xã, chính quyền địa phương đều có khảo sát, đánh giá xây dựng kế hoạch đầu tư từng giai đoạn. Việc chọn lựa cái nào làm trước, cái nào làm sau đều được công khai lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Được minh bạch công khai nên cái này chúng tôi luôn luôn nhân dân làm gốc, nên người dân được biết các chủ trương này. Nên là vấn đề chúng tôi là huy động sức người, sức của trong thời gian qua rất lớn, chấm điểm mới cao 98 điểm và vậy là huy động hàng chục nghìn mét vuông đất, hàng chục tỷ đồng. Trong năm 2023, Hà Nội sẽ tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, trong đó chú trọng đầu tư nguồn lực cho các chỉ tiêu về trường học, nước sạch, y tế. Đây là nguồn lực rất quan trọng để các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Ngân sách của thành phố, của huyện, của các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp bằng công sức, bằng tiền của thì cũng phải hàng nghìn tỷ để xây dựng nông thôn mới. Nâng cao. Có thêm nguồn lực, các xã đăng ký nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu của Hà Nội đã vào cuộc sớm, thể hiện sự chủ động. Đây được coi là những yếu tố hết sức quan trọng, giúp mỗi xã thôn tạo được sức bật để về đích đúng hạn. Vào khung giờ cao điểm, lực lượng chức năng như là công an, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông có mặt tại ngã tư, điểm nóng về trật tự an toàn giao thông để hướng dẫn, phân làn, phân luồng, điều tiết giao thông đã quen thuộc với người dân và người điều khiển phương tiện. Vâng, để góp phần bảo đảm tình hình an toàn giao thông nói chung và có không ít người không phải là lực lượng chính quy nhưng hàng ngày họ vẫn tham gia và phối hợp để điều tiết giao thông và người dân cũng đã dần quen với hình ảnh này. Không kể nắng mưa, đúng 7 giờ sáng hàng ngày, tiếng còi điều tiết giao thông bắt đầu vang lên tại tuyến đường Kim Mã. Vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao, thế nhưng việc di chuyển lưu thông tại khu vực này không xảy ra xung đột hay ùn tắc. Lưu lượng thì đường này là bao giờ cũng là đường đông, rất là vất vả đấy. Các bác đều tự giác, trách nhiệm cao, đi không ùn tắc giao thông gì cả. Tại đây có điểm quay đầu xe với lưu lượng tham gia giao thông tăng cao vào giờ cao điểm. Nếu không có sự điều tiết hướng dẫn, nguy cơ xung đột giao thông sẽ tăng cao. Chúng tôi làm đây thì nhiều người dân mà chấp hành ô tô thế thôi và người đi bộ.
mỗi ca là 2 người với công an phường. Đấy, làm từ 7 giờ đến 8 giờ, chiều từ 17 giờ đến 18 giờ. Đấy, chúng tôi là mình có ca là làm như thế. Chúng tôi chỉ nhìn nhau, nhìn lực lượng cả như công an hoặc là anh em đi trước người ta làm thế nào thì là mình học mình làm. Với mỗi người dân sinh sống tại Hà Nội, tham gia giao thông vào giờ cao điểm luôn được lăn bánh dưới mặt đường với sự an toàn có lẽ là niềm vui lớn nhất. Bản thân tôi thấy tự hào vì người dân của chúng ta đã có ý thức chấp hành cái luật lệ giao thông, không những chỉ là chính quy, các đồng chí công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố chúng tôi, họ cũng đều chấp hành và họ cũng nghĩ là đây là cái trách nhiệm của một người tham gia giao thông. Cái an toàn giao thông là trên hết, tính mạng con người là trên hết. Mọi người tham gia giao thông đều phải có văn hóa để mà chúng ta xây dựng một cái văn hóa mới trong cái vấn đề văn hóa giao thông. Dù ở bất kỳ tuyến đường nào, người điều khiển phương tiện chủ động và ý thức tuân thủ theo đèn báo tín hiệu, di chuyển theo hướng dẫn của người điều tiết giao thông, thì nơi đó sẽ không xảy ra tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông. Thưa quý vị, thế kỷ 20 của lịch sử Việt Nam là thế kỷ của đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta đã trải qua kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Vâng, trong các cuộc chiến tranh vệ quốc ấy, hàng triệu người đã lên đường ra mặt trận, để lại gia đình, cha mẹ, vợ con và người thân ở hậu phương. Rất nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại trên các chiến trường. Họ là những liệt sĩ, những người đã hy sinh vì nước. Họ đã mất đi, là mất về thể xác, còn anh linh của họ vẫn sống mãi giữa những người thân. Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, trong một căn hộ chung cư thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, vợ chồng ông Nguyễn Doãn Hùng và bà Vũ Thị Lưu Liên lại thắp hương trước bàn thờ gia đình. Bàn thờ này ngoài bát hương của các vị tổ tiên, còn có bát hương và ảnh thờ liệt sĩ Trần Minh Tiến, chiến sĩ đánh bộc phá thuộc sư đoàn 308, nhập ngũ năm 1963, hy sinh tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị ngày 31 tháng 5 năm 1968. Ông Trần Minh Tiến là bạn trai, mới đính hôn chứ chưa kết hôn chính thức với bà Vũ Thị Lưu Liên trước ngày nhập ngũ và lên đường vào chiến trường Quảng Trị. Trò chuyện cùng vợ chồng ông Hùng, bà Liên, chúng tôi được biết khi nhận tin chiến sĩ Trần Minh Tiến hy sinh ngoài mặt trận, bà Vũ Thị Lưu Liên đã lập bàn thờ ông Tiến ngay tại nhà. Khi bà về làm vợ ông Nguyễn Doãn Hùng, thì bát hương và ảnh thờ của ông Tiến cũng được bà đưa vào bàn thờ chung của cả gia đình. Ông Hùng và các con của ông bà hoàn toàn ủng hộ nghĩa cử này. Từ năm 2000 đến năm 2008, bà Vũ Thị Lưu Liên liên tục vào Quảng Trị để tìm hài cốt liệt sĩ và đã tìm được để đưa về an táng tại Nghĩa Trang đường 9. Ngoài ra, những kỷ vật, những cuốn nhật ký, những bức thư mà ông Trần Minh Tiến gửi về từ chiến trường được bà gìn giữ rất cẩn thận. Đây chính là những tư liệu gốc mà đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng đã khai thác, biên soạn và công bố trong các cuốn sách tư liệu chiến tranh rất có giá trị. Gần đây nhất là cuốn Những lá thư thời chiến Việt Nam. Không chỉ thắp hương vào ngày sinh nhật, ngày anh hy sinh, mà còn ngày mùng 1, ngày rằm, công to việc lớn là khai trương cửa hàng, làm nhà. Không chỉ đi Lưu Liên mà chồng của chị và những người con của chị đều thắp hương xin liệt sĩ Trần Minh Tiến. Nếu có việc đồng thuận thì họ mới tiến hành. Vợ chồng ông Nguyễn Doãn Hùng, bà Vũ Thị Lưu Liên có 3 người con. Tất cả đều đã trưởng thành, thành đạt và tất cả đều mặc nhiên xem liệt sĩ Trần Minh Tiến như một thành viên của gia đình. Dường như có một mối liên hệ tâm linh rất thiêng liêng nào đó đã gắn kết những con người vốn không cùng huyết thống này. Từ năm mà đưa bác đi về Nghĩa Trang đường 9 giờ là tôi vẫn đều đặn, năm nào cũng vậy, 2-3 lần vào. Thí dụ có một đoàn cựu chiến binh người ta đi thăm chiến trường xưa thì họ mời tôi lại đi cùng, thì vào thắp hương cho bác ấy với đồng đội cùng vào. Đấy. Hoặc là còn đi với gia đình thì mỗi năm là tất cả các con tôi, ai rỗi là đi cùng. Mà nếu mà không vào thì cảm thấy day dứt. Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam 27 tháng 7 đã gần kề. Năm nay, do những vấn đề sức khỏe
bà Vũ Thị Lưu Liên không vào Quảng Trị để thăm mộ, thắp nén hương tưởng nhớ liệt sĩ Trần Minh Tiến đúng ngày lễ trọng như mọi năm. Nhưng trong tình cảm của bà và mọi thành viên trong gia đình, liệt sĩ vẫn sống giữa những người thân. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự 45 phút chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Vâng, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.